shop xuân tv.com, nơi bán nick Liên Quân Free Fire uy tín, giá rẻ, chất lượng. Đặc biệt nhân dịp khai trương thì shop giảm giá 40% cho 1.000 bạn đầu tiên mua nick. Thì đấy là shop chính chủ của kênh UTS, một kênh rất lớn trong Liên Quân Việt Nam, nên các bạn yên tâm về cái độ uy tín các bạn nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hey yo, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tùng, một Zena của bạn nhá. Và hôm nay thì Zena chính thức có bộ skin mới, chính là Gia Nguyệt Thánh Nữ. Thì mình đã test qua bộ skin này ở rất nhiều trận đấu, thì mình cảm thấy đấy là một bộ skin rất là hoàn hảo, và cũng như là nó có cái giá thành rất là rẻ, ở cái mức hiện tại là 69 quân huy của bạn á. Các bạn chỉ cần nạp vào 40.000 Việt Nam đồng thôi là đã sở hữu được bộ skin này rồi. Hiện tại thì nó đang khuyến mãi, mình thấy đấy là bộ skin vừa rẻ vừa đẹp nhất mà mình thấy rất là có giá trị các bạn nhé. Bạn nào fan Zena thì mình nghĩ là nên mua bộ skin này. Đấy, thì sau cái ngày khuyến mãi thì nó sẽ trở về 510 mấy quân huy ấy, mình cũng không rõ nữa, nhưng mà nó sẽ rất là đắt, nên bạn nào mà chưa mua thì tranh thủ mua các bạn nhé. Rồi thì hôm nay mình sẽ không bàn luận nhiều về cái cách chơi trận đấu, mà mình sẽ nói sơ qua về cái bộ trang phục này, và mình chơi và mình cảm thấy rất là ổn, cũng như rất là thích cái bộ trang phục này. Bởi vì sao mình thích cái bộ trang phục này thì trước khiến mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình các bạn nhé. Đấy, vào game mà mình cứ lo nói về bộ trang phục mình quên luôn cả chào các bạn luôn đấy. Rồi thì mình cũng sẽ bàn luận về bộ skin này. Mình cảm giác đây là một bộ skin hoàn hảo nhất là về mặt hiệu ứng âm thanh các bạn nhé. Thì các bạn cứ nghĩ rằng đây pha này mình sẽ cứu thằng Ngộ Không đã, không có nó phá bùa đấy. Thì các bạn có nhớ cái bộ trang phục đáo thần của thằng Murat không? Đấy, thì Murat có một bộ trang phục là đồ thần đáo ấy, thì bộ trang phục màu xanh ấy, thì cái hiệu ứng kỹ năng thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà cái hiệu ứng âm thanh ấy nó rất là tuyệt vời các bạn nhé. Hiệu ứng của âm thanh của cái trang phục đồ thần đáo ấy, nó có tiếng chém này và tiếng ấn tí skin ấy. Cái skill mà ấn tí thì nó có tiếng chém rất là mượt mà, và nó rất là êm tai, bắt tai các bạn nhé. Thì bộ trang phục già nữ này cũng như vậy các bạn nhé. Đấy, Gia Nguyệt này cũng như vậy. Cái hiệu ứng hình ảnh thì mình đánh giá là nó cũng thuộc dạng cũng được, chứ hẳn là xuất sắc lắm, nhưng mà cái hiệu ứng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn cứ đánh ấy, những cái tiếng chém của Zena nó rất là êm tai, nó không còn là chát chúa như những cái bộ skin cũ. Đấy, những cái bộ skin cũ ấy thì cái hiệu ứng tiếng chém nhá, các bạn để ý là tiếng chém rất là chát tai, rất là khó, thật sự là cũng hơi khó nghe đấy. Nhưng mà cái bộ skin này mình cực kỳ thích thú về cái hiệu ứng âm thanh. Các bạn chém một nhát thì nó cực nói chung là cái hiệu ứng âm thanh rất là êm tai và rất là bắt tai, mình muốn nghe mãi ấy. Và tất cả các hiệu ứng hình ảnh thì mình đánh giá là nó thuộc dạng là được các bạn nhé. Màu sắc nó thuộc dạng là dịu mắt, chứ không phải loe loẹt giống như cái skin nguyệt tộc ấy. Thì cái hiệu ứng hình ảnh nó rất là tuyệt vời, nó rất là đậm đà. Nhưng mà hiệu ứng của cái skin nguyệt nữ này ấy, thì nó hiệu ứng hình ảnh ấy nó rất là nhạt. Đấy, thì nhưng tùy gu của mỗi người, có nhiều người nó thích nhạt các bạn nhé. Như mình ấy thấy hiệu ứng hình ảnh này, như thế này là ổn rồi. Và cái ngoại hình ấy thì mình đánh giá cái ngoại hình này có rất nhiều bạn khả năng là sẽ không thích cái ngoại hình của cái bộ skin mới này, bởi vì nó thật sự là Zena ăn mặc rất là kín đáo, nó kín nhất trong tất cả hầu như tất cả những cái skin bậc S của Zena thì mới có hai cái thôi, nhưng mà nó rất là kín đáo các bạn nhé. Đấy, thì các bạn thấy chứ, mặc áo mặc quần rất là dài, và có nhiều bạn mà thích sexy thì khả năng là không thích cái bề ngoài của Zena này cho lắm, nhưng mình khuyên các bạn là nên mua sở hữu cái skin này các bạn nhé. Bởi vì mặc dù nó không hở hang, nhưng mà các bạn chơi các bạn cảm giác đấy, các bạn bật loa cờ ấy, nghe hiệu ứng tiếng chém của nó rất là tuyệt vời, cũng như là hiệu ứng hình ảnh. Các bạn bật chiều 1, chiều 2 và đánh thương thì nó đều tạo ra hiệu ứng rất là đẹp, và nhìn nó rất là mát mắt đấy, nó không phải là quá đầm đa. Đấy, thì người nào mà thích màu sắc nó nhạt nhạt như thế này thì nên mua bộ skin này, mình cảm giác là rất là tuyệt vời các bạn nhé. Rồi, thì đây chính là cái nhận xét trực quan của mình, tức là một mình đánh giá thôi, có bạn nào có thể là có cái gu thẩm mỹ khác mình ấy, cũng như là hiệu ứng hình ảnh màu sắc không giống cái mắt của mình ấy, thì có thể là nhận xét khác mình thì đấy. Nhưng mà mình khuyên các bạn với giá 69 quân huy này, các bạn mua bộ đồng phục này rất là lời và rất là đẹp các bạn nhá. Đấy thì mình khuyên là các bạn nên mua bộ đồng phục này, nếu như bạn nào là fan của Jenna thì không thể bỏ qua được bộ đồng phục này. Đấy thì mình cảm giác là nó còn đẹp hơn cả bộ đồng phục thỏ ngọc nữa đấy các bạn nhé. Mà bộ đồng phục thỏ ngọc thì đợt trước rất là khó tìm, bởi vì hiện tại là nó đã là đồng phục hiếm rồi, nhưng mà đồng phục này hiện tại này mình cảm giác nó cùng sau này mà không bán nữa ấy, thì nó còn độc hơn cả đồng phục thỏ ngọc nữa các bạn nhé. Rồi thì thỏ may mắn ấy, mình nói nhầm, mình xin lỗi một chút. Và bây giờ thì vào trận đấu các bạn nhé, và mình sẽ là hướng dẫn luôn về trận đấu. Thì mình nói với các bạn rằng Jenna mùa này là một vị tướng rất là yếu, thật sự là nó yếu nhất trong tất cả các mùa từ lúc mình chơi. Mình bắt đầu chơi Jenna từ mùa 11 các bạn nhé, và mùa 11 thì mình đạt được là top 1 Jenna. Mùa đầu tiên là mình đã được top 1 Jenna Việt Nam rồi, nhưng mà cái mùa đấy ấy, Jenna thực sự nó rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Đi đường tà thần ấy, mình khẳng định các bạn là nó không ngán bất kỳ một vị tướng nào. Và cái đợt đó ấy, thằng Florentino nó trung đường tà thần, nhưng nó lại vừa bị giảm sức mạnh 3 đến 4 lần liên tục, nên là đợt đó Jenna nó vươn lên là vị trí thứ nhất thứ nhì, nó song phẳng với Florentino luôn đấy. Nhưng hiện tại thằng Florentino giảm nhiều rồi, và bây giờ để lượt Jenna. Và Jenna sau 3 lần giảm sức mạnh thì mình cảm giác đấy là lần Jenna yếu nhất, cực kỳ yếu luôn. Bình thường hồi trước ấy mình solo với cả Omen các kiểu ấy, Omen trước khi bị giảm sức mạnh ấy, mà Jenna chưa bị giảm ấy, thì Omen cũng không thành vấn đề các bạn nhá. Nhưng hiện tại ấy, Jenna solo với rất nhiều vị tướng là công thủ của nó đều bị giảm quá nhiều, nên nó cực kỳ yếu luôn. Nên mùa này các bạn cần phải chơi Jenna cẩn thận hơn cho mình các bạn nhé. Đấy thì các bạn không được là hổ báo băng vào một lần 3-4 thằng như cái mùa đầu tiên nữa. Các bạn phải là luôn like đây pha này bắt này, bật chỗ cuối này và tốc độ biến luôn các bạn nhé. Rồi bật chỗ 2 này, đánh thương không cần đánh thương luôn, bật chỗ cuối rồi bắt lừa bộ triple kill. Đấy như mình đã vừa mới làm một phát triple kill cho bạn thì các bạn thấy thực sự là Jenna rất là cơ động, và các bạn phải dựa vào cái tính cơ động của Jenna và quan sát minimap thật là tốt, để như các bạn có thể là giết được những phá triple kill như vừa rồi. Thì nó không phải là những lúc mà Jenna mới ra ấy, thì những cái phá triple kill, quarter kill, thậm chí mega kill rất là bình thường. Nhưng ở cái mùa này Jenna đã yếu đi rất nhiều rồi, mình phải khẳng định là yếu rất nhiều. Để những các bạn nào fan của Jenna ấy phải biết trở về mặt đất, các bạn không nên là nghĩ Jenna còn mạnh như người hồi xưa ấy, mà các bạn đánh hổ báo như vậy là không được các bạn nhé. Như phá triple kill vừa rồi mình cũng phải quan sát bản đồ, và mình bắt thằng pháp sư trước, xạ thủ trước, rồi mình mới bắt đầu là bắt thằng lừa bố. Như phá vừa rồi các bạn mà nhìn bản đồ mà cảm giác mà sai, các bạn mà bắt thằng lừa bố trước ấy, thì phá đó có thể là có bắt thua các bạn nhé. Đấy thì các bạn chỉ cần là chơi Jenna một cách tốt hơn bằng cách quan sát bản đồ và đánh không hổ báo nữa, thì các bạn sẽ vẫn có thể chơi vị tướng này là vị tướng mạnh ở đường tà thần. Tuy nó không còn là mạnh nhất nữa các bạn nhé, mùa 11 hựa dương như nó mạnh nhất, nhưng hiện tại nó cũng được đứng trong top 3, top 4 chứ nó không phải là thuộc trang phế đâu. Nên các bạn đừng có bỏ vị tướng Jenna này mà rất là phí, bởi vì đấy là một vị tướng cần kỹ năng cao, mà khi các bạn đạt được cái trình độ cao mà chơi thẳng Jenna ấy thì các bạn chơi cảm giác rất là phế. Mình cảm giác hiện tại mình vẫn còn nghiền Jenna, chưa chán đâu các bạn nhé. Rồi thì trận đấu này mình không nói về cái lối di chuyển cũng như build kỹ cho các bạn, bởi vì mình là bình luận về cái trang phục này, nên video sau mình sẽ là tiếp tục dạy cho các bạn cách di chuyển cho những người mới chơi ấy, cũng như cách lên đồ các bạn nhé. Còn bạn nào đã biết rồi ấy, thì thông cảm, bởi vì kênh của mình có mỗi ngày có thêm nhiều người mới đăng ký ấy, thì mình sẽ là hướng dẫn một số video là hướng dẫn chi tiết, rồi một số video mình sẽ hướng dẫn nâng cao. Đấy thì bạn nào mà có trình độ cao rồi thì là xem những video mà hướng dẫn nâng cao ấy, nó sẽ hợp. Nhưng mà đan xen vào đó những video xen kẽ mình sẽ là hướng dẫn chi tiết từ đầu các bạn nhé. Đấy thì tất cả bạn mới và bạn cũ ấy đều có thể là học được cách chơi Jenna này, bởi vì mình cũng là từng chơi Jenna lên top 1 Việt Nam rồi, nên mình khẳng định là mình có cái trình độ có thể là hướng dẫn cho các bạn lên rank cao được. Đấy mình không phải là nói mà không thể làm được. Đấy thì các bạn có thể là tham khảo video của mình, cũng như lên đô cũng như bu ngọc trang bị của mình để mà chơi Jenna một cách tốt hơn. Mặc dù Jenna mùa này đánh rất là khó hơn mùa trước, nhưng mà mình tin rằng với cách lên phụ bu đô này, phụ hiệu trang bị bằng ngọc, thì đây pha này khả năng chết đây, đổi mạng các bạn ạ. Rồi thì chết rồi, thì bây giờ mình sẽ là nói về phụ hiệu trận đấu này. Thì phụ hiệu trận đấu này mình sẽ lên là cái ma chủ các bạn nhé. Còn về cái trang bị với bằng ngọc, bằng ngọc thì có 2 bằng ngọc cho các bạn lên. Một là bằng ngọc công vật lý xuyên giáp, là cọc đỏ các bạn để cho mình là 10 viên công vật lý xuyên giáp, hoặc là các bạn bỏ thêm 2 viên tỷ lệ chí mạng 1,6%. Rồi ngọc tím thì các bạn để cho mình là 10 viên tốc chạy và công vật lý 1,6. Còn ngọc lục thì chắc chắn là 10 viên công vật lý và xuyên giáp xuyên giáp 6,4 rồi. Đấy, thì đó là một bảng mình dành cho các bạn là thích công vật lý cao và có một chút tỷ lệ chí mạng. Còn một bảng tiếp theo là một bảng thiên về tốc đánh, thì các bạn sẽ là câm lặng đối phương nhanh hơn ở giai đoạn đầu game. Đấy thì nó sẽ là câm lặng nhanh hơn thôi, nhưng mà vẫn sẽ là yếu hơn cái bảng đầu tiên các bạn nhé. Thì bảng này là các bạn lấy cho mình 10 viên công vật lý xuyên giáp các bạn nhé. Ngọc đỏ con ngọc lục cũng là 10 viên công vật lý xuyên giáp, nhưng mà nó khác ở viên ngọc tím. Thì ngọc tím thì các bạn để cho mình 8 viên tốc đánh tốc chạy 1% và 2 viên tốc chạy công vật lý 1,6. Đấy thì cái bảng này các bạn sẽ hơn cái bảng kia là 8% tốc đánh thôi, nó chỉ hơn một chút về tốc đánh nhưng mà nó thua về công vật lý cũng như là không có tỷ lệ chí mạng. Đổi lại thì các bạn sẽ là có câm lặng ở đầu game nó nhanh hơn một chút, nó sẽ lời hơn một ở giai đoạn đầu game. Đấy thì bạn nào dùng bảng nào cũng được. Đấy mình thường dùng cả hai bảng luôn tùy vào trận đấu, nhưng mà các bạn cứ áp dụng và các bạn thấy bảng nào hợp thì các bạn dùng bạn nhé. Đấy thì mình sẽ edit ở phần trang bị ở phần đường dưới góc trái màn hình. Thì các bạn đấy là phần mình edit ở cái trận đấu này thôi. Còn một số trận đấu thì mình sẽ lên build khác, thì các bạn tùy theo có nhiều tánh hay là nhiều pháp sư xạ thủ mà lên theo mình ở từng trận đấu khác nhau các bạn nhé. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một nút like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển hơn các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo các bạn nhé. Mà yêu các bạn rất là nhiều.